Uống gì ngon vậy hả? Nè, Vani ơi, có cái có nước trong người đâu. Dạ, thấy không? Khát lắm rồi á, nhưng mà hết nước rồi, thấy chưa? Uống trà sữa đi Vani ơi, tầm này uống Red Bull cái gì? Uống trà sữa mới ngon, chứ uống Red Bull có ngon đâu, uống Red Bull đâu có tốt, uống trà sữa mới tốt. Uống trà sữa cái tốt cho cái bụng hả, ngồi ẩn ra, nhìn nó được hơn. Uống Red Bull hoài nó không tốt. Vani tốt thì Vani làm ly nữa cũng được. Hai ly đi, một ly uống không đã. Trà sữa không lấy chân trâu, ít đá. Hai ly nha. A few moments later. Anh đào, có thiệt. Má sướng cái trời. Má nói chơi mà có thiệt luôn, sướng thiệt. Ủa muốn mua hai ly thiệt luôn kìa. Cảm ơn chị Dâu Bunny. Mod nhiều gái thì trong game này tôi gọi là để mod đó. Mod làm gái nhiều để cho mấy ông xem, cho mấy ông gọi là cho có cơ hội gọi là có bạn gái mau. Mấy ông thấy kênh tôi ôm toàn là những bạn nữ thì có cơ hội thì mấy ông cứ thoải mái đi mấy ông. Muốn kiếm bạn gái thì mình cứ vô kênh này nha. Ký gọi thành ba gà. Đâu, ba gà là dơ sẵn rồi. Còn tôi thì tôi chỉ đang học thôi. Tôi đang học theo cái cách dơ của ổng, nhưng mà tôi dơ theo ổng không được. Xin info béo rõ. Chứ màn hình anh Huy ơi, em có để cái Facebook gọi là ở dưới cái vậy anh, có gì anh em mình fan tâm sự cũng được. Áo đổi như video vậy thì nó nhỏ với mấy ông thôi. Thì tôi VD mà, tôi có phải là cha thẳng đâu. Tôi có bao giờ tôi nhận là cha thẳng đâu. Mà mấy ông cứ kêu tôi hả là B như BD. Ôi, lo nói chuyện quên nhìn quay lính luôn. Điên không mày? Lão không mày? Sao dễ vậy? Làm gì vậy? Yasuo nó bất ổn rồi, nó làm gì vậy trời? Mày nó đưa mặt lên cho người ta giết. Bất ổn lắm rồi. Thuê diễn viên à. Tôi là có tiền mà tôi thuê diễn viên phải không? Mấy này nó tự làm diễn viên cho tôi coi mà. Tôi đâu có cần thuê người đâu. Qua lại 15 phút sau là thấy trên sông luôn kìa. Lít chuột fail kìa. Nít lít luôn, chán thiệt sự. Này. Wow. Vừa khen nó hay xong cái nó làm tôi chán như mặt mày luôn. Sao?
Mấy ông thấy cái giả kiếm của nó dâm chưa? Mấy ông thấy cái giả kiếm của nó dâm chưa? Dâm bên trái. Mượt 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 mượt. Đang vô cái đà, đang vô cái đà. Nó hơi mượt tí. Điện mình làm gì ta? Sao mình không giết một con Hikarim trời? Bà này nó hơi sai tí. Thấy bà celeb tên thật là Lục Hoại Tử. Anh ba bảo vậy là gì có. Anh ba tự chế đó đấy mấy ông. Không phải tên thật đâu. Được. Quá ổn. Nhưng mà đông quá. Tôi quên nhìn màn hình luôn ta. Tôi lo nhìn màn hình tôi bắn đúp xong cái tôi quên nhìn màn hình mình luôn. Bị chuột bắn chết luôn. Cái kênh này là kênh con tấu hài mà. Giữ ổn nha anh em.